Rồi hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình mời các bạn cùng với mình đi chùa nha. Và bây giờ mình đang có mặt ở chùa Ngọc Thuận. Rồi đây nè các bạn, đây là tịnh xá Ngọc Thuận nha các bạn. Tịnh xá Ngọc Thuận ở Bình Dương. Thì tịnh xá Ngọc Thuận này còn có tên gọi khác là chùa Mít, chùa cây mít nha các bạn. Bởi vì ở đây toàn là trồng nhiều cây mít, cho nên là có tên là chùa mít, chùa cây mít. Và đây là tịnh xá Ngọc Thuận. Đây là ngôi chánh điện nha các bạn. Rồi bây giờ mình mời các bạn cùng đi qua bên đây nha. Đây là mặt chính của tịnh xá Ngọc Thuận. Và bây giờ mình sẽ quay qua bên đây. Đây là tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. Đây là Bồ Tát Quán Thế Âm nha các bạn. Ở phía trước sân của tịnh xá Ngọc Thuận. Tịnh xá này ở Bình Dương nha các bạn. Đây là tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. Tượng rất là cao và trang nghiêm nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi lên trên, mình quay kỹ hơn cho cả nhà mình xem nha. Thì xung quanh tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, nhà chùa có trang trí nhiều chậu, hoa, sen. Và ở xung quanh, ở phía đằng sau ngài là hình bụi trúc. Thì tượng này đứng ở trên một cái hồ nước trong xanh nha các bạn. Phía trước là một cái bàn để một cái lư hương rất là to đẹp màu xanh. Và bây giờ mình mời các bạn cùng với mình đi vào bên trong chánh điện nha. Đây là chánh điện tịnh xá Ngọc Thuận ở Bình Dương. Còn có tên gọi là chùa Mít, chùa cây mít. Xung quanh chùa thì được trồng nhiều hoa kiểng. Rất là đẹp nha các bạn, tươi xanh. Rồi bây giờ mình cùng bước vào bên trong nha. Khi mình bước vào bên trong thì mình sẽ nhìn thấy ngay đây là tượng Phật Thích Ca Mâu Ni. Màu vàng nha các bạn. Tượng Thích Ca Mâu Ni. Xung quanh là bốn gốc cột. Có bốn ông rồng trạm trổ, lượn uốn lượn theo những cái cột xung quanh. Đây là tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ở trên tường thì là những cái bức tranh, bức phù điêu của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, Phật Thích Ca Mâu Ni và Thái tử cắt tóc để mà đi xuất gia. Những bức phù điêu này rất là đẹp các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua mặt bên đây. Bên đây thì mình nhìn thấy là thờ ba vị Phật, Tam Thế Phật. Gồm có Đại Thế Chí Bồ Tát, A Di Đà Phật ở giữa và Quán Thế Âm Bồ Tát ở phía bên. Rồi bây giờ mình đi qua mặt bên đây. Ở
phía sau này thì thờ tổ sư Minh Đăng Quang. Tổ sư Minh Đăng Quang nha các bạn. Và bây giờ mời các bạn cùng với mình đi qua bên đây nha. Mặt bên đây gồm là có nghĩa là Phật Dược Sư, Thất Phật Dược Sư, bảy vị Phật Dược Sư. Nếu bạn nào bị bệnh thì các bạn có thể cầu nguyện Thất Phật Dược Sư nha. Rồi phía trước đây, từ phía trong nhìn ra trước thì mình nhìn thấy tượng Đức Di Lặc Bồ Tát. Và mình mời các bạn cùng đi qua bên hướng đây nha. Bên đây là nhà ăn Từ Thiện Xã Hội. Bên đây là nhà ăn nha các bạn. Cơm tự phục vụ. Ở đây nhà chùa có nấu cơm đãi cho quý vị Phật tử đến chùa vào mỗi chủ nhật hàng tuần. Có nghĩa là mỗi chủ nhật, nếu mà quý Phật tử nào đến đây lễ chùa thì có thể dùng cơm chay miễn phí. Nhà chùa có phục vụ miễn phí cho tất cả các bạn Phật tử gần xa khi đến chùa vào ngày chủ nhật. Đây là nhà ăn nha các bạn. Rồi bây giờ mời các bạn cùng đi qua bên hướng bên hông bên đây nha. Mình thấy là nhà chùa trồng rất là nhiều cây kiển, cây cảnh để mà làm cho sân chùa thêm tươi mát hơn, thoáng mát hơn, sạch sẽ hơn, có một không khí trong lành hơn. Hiện tại là buổi chiều nha các bạn. Cũng có một số Phật tử đi chùa. Bây giờ mình mời các bạn cùng đi qua bên hướng bên đây nha. Bên đây là có một cái đền Quan Thánh. Bây giờ mời các bạn cùng với mình đi qua đền Quan Thánh nha. Sân chùa được trang trí rất là đẹp, trồng nhiều cỏ kiển. Tạo nên không khí rất là mát mẻ, sạch sẽ. Đây là đền Quan Thánh nha các bạn. Đền Quan Thánh Đế Quân. Phía trước đền Quan Thánh là mà có một vị thần mã rất là linh thiêng nha các bạn. Nếu bạn nào mong muốn được khỏe mạnh thì các bạn có thể đến đây để mà xin thần mã ban cho bạn sức khỏe, dẻo dai. Bên trong là đền Quan Thánh. Các bạn đến đây có thể xin Ngài phù hộ cho mình được bình an, không bị tà ma quấy nhiễu. Đây là đền Quan Thánh ở tỉnh Xá Ngọc Thuận. Rồi bây giờ mình mời các bạn cùng đi qua bên đây nha. Bên đây là đài thờ Đức Phật Thích, Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà đang đứng nha các bạn. Đây là Phật A Di Đà. Phật A Di Đà ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Ngài sẽ tiếp dẫn những vị Phật tử nào tu hành tinh tấn thì được Ngài tiếp dẫn
về cõi Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ mình sẽ mời các bạn đi qua bên hướng bên đây nha. Bên đây thì mình nhìn thấy có tượng Phật Thích Ca Mâu Ni đang thuyết pháp cho 5 vị đại đệ tử đầu tiên của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi Ngài thành đạo, sau khi Ngài thành Phật. Thì Ngài quay về độ cho 5 người đệ tử đầu tiên, đó là 5 anh em Kiều Trần Như. Và đây là 5 người đại đệ tử đầu tiên của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài đang thuyết pháp cho 5 ngài đại đệ tử đầu tiên của Phật Thích Ca Mâu Ni. Rồi bây giờ mình đi qua hướng bên đây nha. Chùa trồng rất là nhiều cây hoa kiểng bonsai. Cũng như là lan. Đây là vườn lan các bạn. Đây là hoa lan. Và bên đây là có hoa sứ. Đó các bạn nhìn thấy không? Chùa này rất là rộng rãi. Khuôn viên rất là rộng. Xung quanh là toàn là hoa kiểng, cây cảnh. Rồi bây giờ mình sẽ tiến thẳng qua bên đây nha. Bên đây là từ xa mình có thể thấy là tượng Bồ Tát Địa Tạng. Bồ Tát Địa Tạng. Mình có kinh Địa Tạng nha các bạn. Đây là Bồ Tát Địa Tạng. Một trong số Đại Bồ Tát của Phật giáo. Đây là Bồ Tát Địa Tạng. Ngài rất là trang nghiêm. Mỗi ngày các bạn có thể niệm danh hiệu của Ngài để được công đức. Và bây giờ mình sẽ đi hướng bên đây. Đây là đền bà Chúa Xứ Nguyên Nhung. Đây là đền bà Chúa Xứ nha các bạn. Đến đây nếu mà các bạn có muốn cầu xin, xin xăm, xin quẻ thì các bạn có thể đến đây để mà xin bà độ cho các bạn tài lộc, làm ăn, mua bán, học hành, công việc trong cuộc sống. Các bạn có thể đến đây để mà cầu xin bà. Bà sẽ độ cho các bạn nha. Đây là đền bà Chúa Xứ ở chùa Cây Mít, Tịnh Xá Ngọc Thuận nha các bạn, ở Bình Dương. Thì bà đây ở đây rất là linh thiêng. Các bạn nào chưa đến thì các bạn cũng có thể tranh thủ đến đây để mà viếng bà nha. Đây là đền bà Chúa Xứ Nguyên Nhung. Rồi, mình sẽ đi ra hướng bên đây. Các bạn ở đây có thể nhìn thấy đây có một cây khế nè. Cây khế. Và đây là rất là nhiều cây mít nha các bạn. Đây là vườn lan.
nhà chùa cũng có để nhiều bộ bàn ghế đá cho quý vị Phật tử viếng chùa có thể nghỉ ngơi, nghỉ chân và có thể uống nước ở đây ha. Nhà chùa có để nước cho các mình, cho các bạn uống nè. Ghế đá nè, cho các bạn ngồi nghỉ chân. Đây là tượng Phật Thích Ca vừa mới đản sanh. Đây là Phật Thích Ca vừa mới đản sanh nha các bạn. Ngài đi 7 bước, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua bên đây, đây là khu vực nhà bếp. Ở đây là khu vực cơm tự phục vụ. Cơm tự phục vụ nha các bạn. Quý khách lấy vừa đủ dùng, hết lấy thêm vui lòng không bỏ thừa. Ở đây nhà chùa phục vụ cơm nước miễn phí vào ngày Chủ nhật nha các bạn. Đây là Đức Phật Thích Ca thành đạo. Rồi bây giờ mình mời các bạn trở ra phía trước nha. Phía trước có một cái bãi giữ xe rất là rộng lớn. Có người trông coi rất là kỹ lưỡng cho các bạn, để mà các bạn yên tâm đến viếng chùa nha. Đây các bạn nhìn thấy nè, đây là một cái bãi đậu xe rất là rộng lớn nè. Đó, đây là bãi đậu xe. Bãi dưới xe có người trông coi. Và phía trước này các bạn nhìn thấy là cái sân rất rộng. Ở đây là chùa Cây Mít nha các bạn, ở Bình Dương. Rồi bây giờ mình xin tạm dừng ở đây. Bạn nào đủ duyên thì các bạn đến viếng chùa nha các bạn, Tịnh Xá Ngọc Thuận. Rồi xin chào tạm biệt các bạn. Mình chúc các bạn luôn luôn là sức khỏe được dồi dào, bình an trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nha.